Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay Đạt có một con phuộc của Superdream đời tầm 2007-2008 nha anh em nha. Thì con này hình thức rất là đẹp luôn. Đó, đẹp như mới luôn em, thật sự đẹp như mới luôn ha. Thì đời cao thì cái khớp này nó sẽ vuông này, còn đời đầu khớp nó tròn nha. Đấy là cái đặc điểm của nó ha. Mã mộc ở phía trong này còn nguyên luôn này anh em thấy không? Mã trong còn này, được chưa? Yên tâm đúng mục viên cho anh em nha. Giá bán 650 nha anh em. Ti rất là vàng luôn nè. Ti cũng vàng vàng lắm, đẹp lắm nha anh em nha. Đó, dễ chơi, dễ xài anh em. Đấy, mình người nguyên bản này, mình người là của Super nha. Mình người Super nha. Một cặp của nó, nói chung là cặp này mới lắm. Cặp này là rất là keng luôn. Chân này, thấy không? Mới lắm nha. Thì giá bán tốt cho anh em thôi, 650 cặp này nha. Anh em nào cảm thấy ưng ý thì mình mua. Chung là cặp này về là mình bao anh em là không có xì phuộc, không có bị cứng, không có bị hư lò xo gì hết á. Về là vô xe là lượm lúa thôi, bao giá ngon cho anh em, chỉ có 650 thôi nha anh em nha. Thì thực sự luôn với cái giá này thì anh em mua về anh em xài là quá tuyệt vời rồi. Tại vì bây giờ anh em dụ một cặp Super hàng mới đi, hàng Việt Nam mới nha, mà hàng mới là không có hàng đeo xe nha. Hàng đeo xe là nó sẽ ngon hơn nè. Bây giờ một cặp Super mới là giá nó khoảng hơn 1 triệu nha anh em, khoảng 1,1 triệu á. Thì anh em nghĩ đây, bây giờ anh em mua cặp này với giá 650 thôi, nó quá ok luôn, quá đẹp luôn nha. Cái này đẹp lắm. Bây giờ anh em lên xe là anh em nhìn cặp này nó như mới luôn á. Nè, ti zin nè, thấy không? Ti zin theo xe nè, vàng vàng nè, thấy chưa? Đó. Ti mới là nó trắng lắm nha anh em nha. Phục hàng mới là nó trắng phau rồi, nó không có được vàng như vậy đâu. Đấy. Anh em thấy ha. Nói chung là đẹp, hàng đẹp nha anh em, tuyển ok, về là xài liền nha. Cam kết cho anh em là êm nha. Đầu tiên là êm. Cái này anh em gắn rim Thái hay Super hay rim lùn gì cũng được hết á. Nhưng mà đầu tiên là nó êm và nó đẹp. Anh em thấy nó đẹp không? Đó, nó đâu là đẹp quá rồi còn gì nữa. Cái này mà không đẹp nữa thôi chứ. Cái này mà không đẹp thì còn gì mà đẹp nữa anh em, đúng không ạ? Như cặp rim Thái mà nó mới cỡ này bán không biết bao nhiêu tiền mà nói luôn em. Rim Thái nó không mới được vậy đâu. Rim Thái làm gì có cặp nào mà chân mới cỡ này. Thường mấy cặp mà chân gần gần mới cỡ này đặt bán cũng toàn 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,8 triệu thôi anh em. Mắc lắm, không có rẻ đâu anh em ơi. Đây, này, ti zin này, mã này. Được chưa? Nhìn là biết ngay nha anh em, yên tâm. Đạt là cái nào chuẩn cái đó cho anh em, không phải lo nhá. Yên tâm nha anh em. Cái nào là chuẩn cái đó Đạt có sao nói vậy cho anh em mà. Rồi, anh em nào chốt thì liên hệ nha. Một cặp duy nhất, giá 650 thôi anh em. Quá rẻ luôn nha.